Đạn trùng Mỹ giúp Ukraine phản công hiệu quả hơn. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Việt US 1040, Mục tin Thế giới. Hôm nay, mời cả nhà cùng xem video mới của kênh liên quan đến những tin nóng đáng quan tâm liên quan cuộc chiến nóng bỏng tại Ukraine khi đạn trùng đang được sử dụng. Sau đây là nội dung chi tiết. Loại đạn trùng Mỹ gửi cho Ukraine chứa hàng chục quả đạn nhỏ bên trong, có thể phá hủy mục tiêu trong khu vực rộng hàng chục ngàn mét vuông. Nó thực sự giúp Ukraine phản công mang tính đột biến và linh hoạt hơn. Thật vậy, sau nhiều tuần bế tắc trước phòng tuyến kiên cố và dày đặc của Nga, loại đạn trùng được Mỹ cung cấp đã giúp Ukraine duy trì động lực cho cuộc phản công. Quân đội Ukraine giờ đây có thể tấn công lực lượng Nga co cụm trong công sự, chiến hào, cũng như đội hình xe tăng, thiết giáp đối phương, nhằm mở đường cho bộ binh tiến lên. Điểm lại tình hình trước khi đạn trùng xuất hiện trên chiến trường Ukraine, như chúng ta đã biết, Ukraine đã bắt đầu phản công từ tháng 6, nhưng gặp nhiều khó khăn vì những bãi mìn dày đặc trước phòng tuyến Nga, cùng hỏa lực vượt trội từ pháo binh, trực thăng vũ trang đối phương, chiến thuật xung kích bằng xe tăng và xe bọc thép phương Tây cũng bế tắc trước phòng tuyến nhiều lớp của Nga. Mặc dù đạn trùng được đánh giá là không thể thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường, song lính Ukraine nói rằng loại vũ khí này đã giúp họ giành lại nhiều vị trí của Nga và tiếp cận dễ dàng gần hơn với phòng tuyến đối phương. Vì sao ư? Đạn trùng phát tán hàng trăm đến hàng nghìn quả đạn con trên diện rộng để tiêu diệt sinh lực và phương tiện đối phương. Bằng chúng là trận đánh hồi cuối tháng 7 bên ngoài làng Robotin ở thành phố Zaporizhia, miền nam Ukraine, đã cho thấy hiệu quả của loại vũ khí mới này. Nên biết thêm là bom. Đạn trùng là vũ khí chứa hàng chục đến hàng trăm quả đạn nhỏ bên trong. Quả bom trùng có thể được thả từ máy bay, trong khi đạn trùng có thể phóng từ pháo hay các dàn phóng rocket. Quả đạn lớn sẽ vỡ ra ở độ cao nhất định, rải những quả đạn con bên trong lên một khu vực rộng lớn. Những quả đạn con này được thiết kế với ngòi hẹn giờ để phát nổ khi đến gần mục tiêu hoặc khi chạm đất, bắn ra nhiều mảnh đạn nhỏ nhằm tiêu diệt binh sĩ hoặc thiết giáp. Loại đạn trùng Mỹ cung cấp cho Ukraine có tên gọi là đạn quy ước cải tiến hai mục đích, GPICM, đã bị quân đội Mỹ loại bỏ từ năm 2016. Hai mục đích ở đây ý nói vừa có khả năng xuyên giáp, vừa gây sát thương cho binh lính. Loại đạn này được bắn từ lựu pháo 155mm và bên trong mỗi quả chứa 88 quả lựu đạn nhỏ. Mỗi quả đạn trùng có tầm sát thương khoảng 30.000 mét vuông, tùy vào độ cao các quả đạn nhỏ được rải ra. Đạn trùng có thể tấn công nhiều mục tiêu trong khu vực cùng lúc so với một quả đạn pháo duy nhất. Hơn nữa, nghiên cứu của lục quân Mỹ cho rằng các khẩu lựu pháo bắn loại đạn trùng này có nhiều khả năng tránh bị đối phương phản pháo, bởi nó phá hủy mục tiêu nhanh hơn, sau đó rời đi trước khi đối phương tính toán được vị trí. Trong trận chiến, một trung đội Ukraine bị pháo binh Nga chế áp ở phía đông ngôi làng. Đơn vị này liền liên lạc với cấp trên xin được rút lui, song chỉ huy lại yêu cầu họ tìm nơi ẩn nấp. Vài phút sau, đạn trùng được phóng qua đầu họ. Một binh sĩ trong trung đội kể rằng anh nghe thấy âm thanh như tiếng mưa, sau đó là sự hỗn loạn trên các kênh liên lạc vô tuyến của Nga. Lính Nga hét lên trên bộ đàm, chúng ta có rất nhiều người bị thương. Chúng ta cần rút lui, binh sĩ Ukraine kể. Nói thêm rằng trung đội của họ sau đó tiến công để chiếm vị trí mà lực lượng Nga bỏ lại. Tuy vậy, đại úy Anatoly Khachenko, chỉ huy một đơn vị trinh sát Ukraine, nói rằng đạn trùng rất tốt. Chúng rất hiệu quả, song lực lượng Nga phòng thủ rất quyết liệt và thích ứng với tình hình rất nhanh. Nghĩa là binh sĩ Ukraine vẫn thừa nhận họ đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn. Nên biết là chiến hào của Nga có thể sâu tới hơn 2 mét và lực lượng của họ cũng được phân tán mỏng hơn để tránh tổn thất lớn vì đạn trùng. Ukraine tới nay vẫn chưa tiếp cận được tuyến phòng thủ chính của Nga, với mạng lưới chiến hào, rào chống tăng và nhiều chướng ngại vật khác. Chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine có thể sẽ cần tung ra lượng lớn xe tăng Leopard 2 và xe bọc thép phương Tây để tạo mũi đột kích, xuyên thủng lớp phòng thủ này.
Sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề vì những bãi mìn của Nga hồi đầu tháng 6, quân đội Ukraine đã đổi chiến thuật để bảo toàn xe tăng, thiết giáp phương Tây. Họ từ bỏ cách đánh xung kích, đưa bộ binh rời xe bọc thép để dò gỡ mìn, mở đường tiến công. Các chỉ huy Ukraine tin rằng chiến thuật này giúp họ có cơ hội tạo đột phá. Hiện nay theo một quan chức Ukraine giấu tên cho biết đạn chùm được bắn vào các chiến hào dọc phòng tuyến Nga đang cản trở chiến dịch phản công của Kiev. Đạn chùm không gây sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ rải hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng, hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn pháo hoặc rocket nổ mảnh thông thường. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi rải rác mà không có bất cứ bản đồ đánh dấu nào. Những đạn con này vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi ai đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Ngoài các vị trí tiền tuyến ở đông nam Ukraine, đạn chùm cũng được sử dụng ở mặt trận gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk mà Nga đang kiểm soát. Trong trận đánh tuần trước, trung đội 16 người của binh nhì Oleksandr tiến công vào lực lượng Nga ẩn nấp dưới một rặng cây, nhưng hứng chịu hỏa lực súng máy dữ dội và phải lùi lại. Ngay sau đó, lực lượng Ukraine bắn đạn chùm bắn về phía chiến hào Nga, khiến những bụi cây và bãi cỏ rậm rạp trước hàng cây bốc cháy. Khi mở đợt tiến công tiếp theo, trung đội của Oleksandr đã có thể nhìn rõ lính Nga khi họ không còn những bụi cây để ẩn nấp. Đơn vị của anh nhanh chóng chiếm được hàng cây, hạ 12 lính Nga và bắt một số tù binh, trong đó một số người bị bỏng vì đạn chùm. Sau 3 loạt đạn chùm, toàn bộ rặng cây đổ xuống, anh nói, thêm rằng loại đạn này có thể gây thiệt hại trên diện rộng mà không cần phải ngắm bắn chính xác vào mục tiêu. Ngay cả khi bạn bắn chệch một chút, nó vẫn hiệu quả, Oleksandr cho hay như vậy. Nên biết thêm là theo Ben Hodger, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, nói rằng Mỹ đã quyết định gửi đạn chùm cho Ukraine trong bối cảnh kho vũ khí của phương Tây đang dần cạn kiệt đạn pháo 155mm, loại đạn chủ lực trong các đợt tấn công trước đây của Kiev. Ông cho rằng đạn chùm hiệu quả hơn và phù hợp hơn với một đội quân đang bị áp đảo về số lượng như Ukraine hiện nay. Đạn chùm khi phát nổ sẽ rải đạn con trên khu vực rộng lớn, đôi khi bằng sân bóng đá. Những quả đạn con này có thể rơi xuống mọi ngóc ngách trong hầm hào, công sự, tiêu diệt bộ binh ẩn nấp trong đó, điều mà các loại hỏa lực pháo binh khó có thể làm được. Các video trên mạng xã hội gần đây cho thấy lính Nga bị nhiều vết thương sau các cuộc tấn công bằng đạn chùm của Ukraine. Hodger nói rằng đạn chùm cũng phù hợp với những thay đổi chiến thuật gần đây của Ukraine, đó là nhắm mục tiêu vào các khẩu đội pháo binh Nga. Chúng có thể phá hủy những khẩu pháo, miễn là họ có thể tiếp cận đủ gần, ông nói như vậy. Lính bộ binh Oleksandr Pershin cho hay trong những trận đánh trên cánh đồng phía đông Robotin, khả năng rải đạn con trên diện rộng của đạn chùm là rất quý giá. Chúng phá hủy và phạt ngang cây cối, khiến lính Nga không còn chỗ ẩn nấp. Tất cả đã bị phá hủy, phần lớn nhờ đạn chùm, Pershin nói. Lính pháo binh Ukraine cũng cho biết đạn chùm hiệu quả nhất khi khai hỏa trên các cánh đồng rộng lớn, nhưng chúng không phải loại vũ khí tạo đột phá và Ukraine vẫn cần nhiều loại pháo cho những tình huống chiến đấu khác nhau. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý chuyển giao bom chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất, chính phủ Canada tuyên bố, chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng bom chùm và cam kết chấm dứt sự ảnh hưởng của bom chùm đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em. Canada hoàn toàn tuân thủ công ước cấm phổ biến và sử dụng bom chùm, và chúng tôi thực thi nghiêm túc cam kết của mình theo những điều khoản của công ước nhằm khuyến khích toàn cầu thực hiện, Reuters dẫn thông báo của chính quyền Ottawa hôm 8 tháng 7. Bom chùm là loại bom phóng thích hàng loạt đầu đạn nhỏ hơn, gây sát thương không phân biệt trên diện rộng. Đây là loại vũ khí bị cấm theo công ước cấm phổ biến và sử dụng bom chùm năm 2008, dù cả Nga, Ukraine lẫn Mỹ đều chưa ký vào công ước này. Bên cạnh Canada, một đồng minh quan trọng khác của Mỹ là Anh cũng lên tiếng phản đối. Báo The Guardian dẫn lời Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nước này đã tham gia công ước và vì thế không khuyến khích Mỹ có hành động như thế.
Phần thuyết minh tới đây xin tạm dừng. Mời các bạn xem tiếp video với những hình ảnh khác về cuộc chiến tại Ukraine và tình hình sử dụng đạn trùng trên chiến trường khốc liệt này. Thank you.
Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.